cắm hết lại xong em bật cho nó chạy đi, cho phần điện tử chạy đi. Đã điện tử chạy rồi thì tí có đấu vào đồng hồ cơ thì mới hiểu được cái nguyên lý là đấu như thế nào, dây nào nó kết nối đi đâu. Thổi áp cho chạy đi xem nào, cho nó giặt nó phát đi. Khi mình hiểu nguyên lý điện tử rồi sang phần cơ học sau này muốn chế cháo mạch đa lăng các thứ thì chỉ cần nói qua cái là mình sẽ hiểu được chế cháo đa lăng hay công tắc hay nào, mọi những nguyên lý thì mới hiểu được. Cái đồng hồ cơ chuyển thì sau này nó sẽ là chuyển chung cho tất cả các cái hãng máy giặt. Cái nó cứng lấy mấy lửa hơi cho nó mềm, lấy mấy lửa hơi rồi ống áp cho nó mềm. Anh Hưng sắp có anh Hưng ngoài sân không? Anh ngoài sân có không? Không có rồi, tháo xuống máy lên. Thì bán người khác được. Xong ngoài chạy ok rồi thì ráp vào máy bắt là lần sau gặp đâu phang phập thôi. Cắm điện nhá. Cắm đi. Cắm đấy. Bật đi. Rồi ấn start thế nào. Bây giờ đầu tiên đơn giản mình nữa nó dễ hiểu này, cái xài kéo ra này. Bây giờ máy giặt này, máy giặt LG thì nó sẽ dành chung cho tất cả hãng đời đời cũ ở trên hay là Samsung hay là tất cả hãng lớn nhau. Bây giờ mình tắt chung mình đây là đầu tiên là một cái sử dụng trên cái này nó tắt luôn, nó có những cái gì nó có gì. Bây giờ đơn giản nhất là cái này bật nguồn, bật start hết thì trước khi bật nguồn bật start thì nó sẽ đảo, nó sẽ đảo đảo này, mục đích đảo này để cân lồng, cân đồ giận và cân đồ giận và mức nước, người ta gọi là cân mức nước, vừa đồ giận và mức nước. Khi cái này đảo dừng cấp nước, người ta đo điện cấp nước xong nó cấp điện cho bà con này. Nhưng mà em vừa rồi xong rồi nó xả ra mà đúng không? Cái này xả hai lần, cắm điện vào tí thì nó sẽ thích cái chưa làm được. Ok, cái tôi đo xem nào, đo xong nó cấp bà con nào. Bên cạnh, đó là van cạnh nhân, nó có 4 van hay 2 van
Thế thì bây giờ cái hai cái này để cái tôn chúng ta xong là ví dụ hai cái van này, cái con này nhá, tại sao khi LG bật nó sẽ kéo hai lần, cái xả này sẽ rút hai lần, khi bật nguồn này bật start để nó sẽ rút hai lần. Xong thì sẽ rút này, rút lần một này, để tí anh sẽ dẫn vào hộp số đấy đang có điện để hiểu là đúng chưa. Những cái dòng khác ấy, thì nó sẽ không rút như thế này, đặc biệt là gì thì nó sẽ rút hai lần, xả hai lần nó liên quan đến mỏ của hộp số. Còn khi vắt thì nó sẽ rút kịch bên trong, vắt nó sẽ rút kịch bên trong, tí anh sẽ cho vắt nó sẽ rút kịch bên trong. Thì tác dụng của đây là toàn bộ những linh kiện của cái máy dọc phía trên của Samsung, Toshiba, Seiko đều có như này. Tụ thì là nó là tụ khởi động rồi, thì mình sẽ như thế này. Như con tụ này mình sẽ đọc nó là 12mm cộng trừ 12mm này trên 60Hz. Mình quan tâm đến cái số mi này trên 650, 60 như này mình không cần quan tâm. Mình không cần quan tâm thông số. Hoặc là 400 VAC này thì mình cũng không cần quan tâm với thông số đây đâu. Chỉ quan tâm là 12mm hoặc 8mm hoặc 10mm. Còn 450V hay là 400V thì không quan trọng. Đừng có quan tâm cái đấy làm gì nhiều. Vì cái 400V này với 500V nó là cái hiệu thế điện áp. Thì mình không cần quan tâm đến đây là nhiệt độ tối đa. Nhiệt độ đây cái kính hiện trên này là nhiệt độ tối đa. Đúng chưa? Nóng tối đa. Đấy. Còn ví dụ như trong trường hợp mà mình đi làm mà trong trường hợp là không có 12 mi thì mình thay 10 mi vẫn được. Đấy không? Hoặc là nó sẽ không có 13 mi hoặc không 14 mi đâu. Mà nó chỉ có 10, 12 hoặc 15. Thì nó biết khi làm 14 mi hay 13 mi thì mình một thay đúng, hai thay 10 mi được. Thay 10 mi thì nó hơi yếu tí nhưng vẫn chạy được bình thường. Nếu như trong trường hợp tình huống là mình đi làm xa mà không có đồ, còn 12 mi thì mình vẫn thay. Thay 10 mi. Nhưng con này ở ngoài giá thị trường bao nhiêu anh? Về sau tập trung vào quản lý tinh. Cái phía sau. Bây giờ mình đang nói cái vấn đề là số mi này. Thì nếu như không có 12 mi thì mình thay 10 mi. Đúng chưa? Không có 12 mi thì mình thay 10 mi. Đấy là cái về cái số mi. Cái tụ này nó tụ kích. Tụ kích này, tụ này là tụ không phân cực. Cắm bên này là được. Mình gọi là tụ không phân cực. Còn tụ trên mạch nó sẽ là tụ phân cực âm dương, tụ DC. Còn đây tụ gọi là tụ AC thì tụ không phân cực. Đó, mình phải đỡ. Đây đôi khi là chỉ AC thôi. Mình không phân cực, cắm bên này cũng được. Đây là cái tác dụng của tụ. Còn có như là hai dây này có thể đảo chiều cho nó. Đúng rồi. Rút bên này cắm xuống này, bên này cắm xuống này đều được. Nó là xoay chiều. Đấy. Còn cái mắt cấp này thì trên cái mắt cấp này nó sẽ có một dây chung. Đây là dây chung của nó là dây xanh. Dây xanh này, toàn cả hai bên này. Là dây xanh. Còn hai dây này là hai lệnh khác nhau này. Đây một lệnh này và đây một lệnh này. Cái dây này nó sẽ cấp tùy chương trình và có chương trình cấp để cấp bức thơm. Tức là khi mình nó xả có kho ấy, cấp thơm mình xả có kho thì nó sẽ cấp, bây giờ đầu tiên sẽ cấp van này, sau đó con nó sẽ một lúc sau nó sẽ cấp sang van này. Nhưng khi đến chương trình cấp bức thơm để cái bắt thì nó sẽ cấp lâu hơn cái van bên này. Đó, còn dọc thì nó sẽ cấp vào van chính. Còn sinh ra 2 van hay 3 van hay 4 van thì nó sẽ tùy theo từng chương trình. Để anh em mình nhận tùy theo từng chương trình. Thì bây giờ mà đây mình hiểu lôm la này như này đã, còn linh kiện mua bao nhiêu thì anh sẽ có cho bên ra mình phải hiểu. Còn van cấp này thì nguyên tắc van này cấp điện vào là nó mở, anh thổi trong thông không đừng tập này thổi đi tiêu một mét lâu quá không có nước vào thì sẽ có lỗi. Bây giờ ngắt điện rồi này, bên thổi sẽ không thông này. Đó, bây giờ thổi lên sẽ không thông thêm cả. Đó, khi cấp điện thì nó sẽ dễ thông, tức là lâu quá nước không vào nó sẽ bó lỗ, trên mặt cái xe bó lỗ nó sẽ có thời gian chờ nhất định. Tức cái van này điện áp 220 thế thì nếu trong trường hợp mà nó trên cái van này thì mình không có cái van nguyên bản thì mình có thể thay cụm từ sẵn cũng được, lấy cụm từ bất kỳ như cụm từ bên kia chuyển sang bên này cũng được nhé. Ví dụ mình đi làm mà xa chẳng hạn mình không có thì mình có thể thay cho để chạy được về được, chứ đừng dập khuôn chạy về 20-30 cây nữa để mua thì chết. Thế cụm từ bây giờ tháo hết ngay nào không? Thảo này tháo 4 cuộn điện trong lại từ loại thay mỗi cuộn điện này thay mỗi cuộn điện này anh cũng sang xong đó. Thì là còn tác dụng của cái xả này thì nó chỉ khi đây chọn bắt này, anh chọn là bắt này nhá, để nói tác dụng của xả khi mình bắt này chọn đây sẽ pin này bắt này thì nó sẽ kéo hết để nó xả nước
tác dụng con xả này chỉ có tác dụng để xả nước thôi. Khi nó xả cái vắt trong lúc vắt nó bấm vọt nguồn thì nó sẽ xả hết nước ra để vắt. Con xả là tác dụng để xả nước, hiểu cái đấy nó dễ hiểu nhá, không cần phải mẹ hiểu máy móc gì. Con hỏng thì thay cái mới, giá thị trường cũng rất rẻ. Con này sống chết như nào? Nó đang báo này, đây là báo này là gì, là có bất kênh cửa này, nằm không đóng cánh cửa, tí mình muốn đóng cái cánh cửa thì mình sẽ phải cho nó cái lồng trầm này hoặc đi đỗ tắt công cánh cửa để còn cái này muốn để xác định cái này có sống chết như nào. Ví dụ như trong trường hợp mà nó kéo nó kịch thì cái này vào đây thì mình, nếu như bình thường nghe nhá, mình cho bắt mà mình cho bắt này, mình bấm này, khi mình rút tay mình rút nó không rút được ra được, tức là lực tay của mình không thắng được, thì là xả tốt như hiện tại là không thể rút được ra. Nhưng mà khi vẫn là ví dụ trong khi mình cấp cho bắt rồi mình vẫn kéo ra cấp kịch thì cái xả này hỏng thành rất rẻ, cái này không có gì khó cả. Thì khi hiểu nguyên lý tức là gì, từ cái bật mình chọn nguồn, bật nguồn thì sẽ nó sẽ cấp điện cho xả, xả xong thì motor mới bắt, rút cái này ra đỗ bật cửa cả hàng cửa luôn, xong mình cho bắt để cho như vậy. Tháo đây em, tháo cái mạch dẫn điện này đi, tháo mạch cho mạch hư hay hở luôn bóng từ thôi.